Rồi chào các bạn, mình giới thiệu với các bạn đây là chiếc LG G6 các bạn ha. Cái này thì chắc là cũng một trong những cái đầu tiên rồi, cái này cũng là đầu tiên của shop luôn. Giới thiệu với các bạn đây là miếng dán Newkin cho LG G6 các bạn. Thì sơ bộ về cái con G6 thì cầm lên tay rất là đẹp, đẹp hơn em LG G5, V10 hoặc là V20. Tất cả những món đó thì mình cũng đã cầm hết rồi các bạn ha. Đây các bạn thấy màn hình phẳng, không có tràn giống như một số cái đấy, giống như V10 này nọ thì đẹp. Chi tiết miếng dán cường lực đây, thương hiệu là Newkin các bạn ha. Thì mình cũng giới thiệu nhiều về cái dán Newkin này cho một số anh em khách hàng. Đây là miếng dán, bao gồm đây là miếng dán camera các bạn, camera kép các bạn. Đây các bạn thấy camera kép có tặng luôn miếng dán. Đây là dán cường lực, thì mình cũng căn sơ bộ lên cho các bạn thấy. Và tại vì miếng này á, thì mình nhìn sơ bộ thì mình thấy rất là đẹp luôn các bạn, dán phẳng luôn, ôm gọn tới viền luôn các bạn. Đây các bạn thấy chi tiết luôn, ôm rất gọn tới viền luôn. Đây mình cũng nói luôn camera, che luôn camera các bạn. Newkin thì hầu như không bao giờ mà để camera cả, camera không bị mờ, không bị vàng các bạn. Đây là cảm biến các bạn, một sự lựa chọn hoàn hảo các bạn ha. Và đây là cái cách dán, mình cũng giới thiệu sơ cách dán nó các bạn. Không, mình thì dán không đẹp nên là mình cũng nói luôn này, mình giới thiệu sản phẩm và mình sẽ cố gắng dán đẹp các bạn ha. Tại vì mình thấy một số clip mà mình quay lên web rồi mình quay lên up lên kênh YouTube thì quá nhiều bạn vô nói mình dán dở, dán ngu rồi tùm lum, mình cũng rất là bức xúc, mình cũng nói. Bạn ơi, đây này miếng siêu các bạn lột bỏ đi, mình xé cái miếng số 1 ra, số 1, số 2, xé miếng số 1 ra, lau thật sạch màn hình các bạn. Đây là cồn các bạn, không thật sạch màn hình. Có thể bạn sử dụng miếng số 2 hoặc là khăn, mình thì thường sử dụng cái này. Mình thì cũng quay clip nhiều, thiệu sản phẩm về cường lực nhiều, lần nào cũng giới thiệu các bạn đó. LG G6 thì rất đẹp, cầm lên tay rất là vững, một sự lựa chọn hoàn hảo các bạn ạ. Đây lột miếng số, lột miếng ra các bạn. Thật ra cái này thì nó rất là dễ dán, các bạn chỉ cần canh đều bốn góc thôi. Nãy mình canh sơ rồi đó, mình canh đều bốn góc thôi, các bạn ấn nó xuống tự động nó sẽ hút lên màn hình các bạn. Mình không phải canh chỉ hầu như chỉ dành canh chỉnh thôi, còn cái hàng mà kém chất lượng đó thì hầu như là phải vuốt từng ly từng tí các bạn, để cho nó tránh cái tình trạng. Ngoài ra thì mình có thể nhấc lên các kiểu, nhấc lên rồi dán lại không bao giờ bị gì đó các bạn. Các bạn thấy không, màn hình thì hầu như rất ít bám vân tay và độ bền thì cực kỳ tốt. Trước đây thì mình có làm một số review là mình có thể đập thử hoặc là mình cắt thử để mình biết xác định là đúng hàng LG G6 hay không. Bạn thấy không, màn hình không bao giờ thay đổi màu hoặc gì hết đó. Cái này là của khách nên mình không có bát các bạn, rất chuẩn, xài rất ít bám vân tay và cực kỳ đẹp, rất ôm tới viền luôn các bạn. Cầm lên tay thì cực kỳ đẹp. Giới thiệu lại với các bạn đây là miếng dán Newkin LG G6, một sự lựa chọn hoàn hảo cho cái LG G6 các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip và chúc các bạn một ngày vui vẻ.